Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tham gia hội chợ nông nghiệp xúc tiến thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2024 tại Đồng Tháp, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Ba Con Rồng mang đến các sản phẩm phân bón sinh học phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp xanh sạch, năng suất cao, thân thiện với môi trường. Hơn 15 năm hoạt động, Ba Con Rồng đã sản xuất nhiều sản phẩm, trong đó chủ lực là sản phẩm hữu cơ khoáng hòa tan 100% KN3 có công năng cải tạo đất sống rất mạnh. Với định hướng sinh học hữu cơ, Ba Con Rồng đã thành công với sản phẩm KN3 là sản phẩm cải tạo, phục hồi đất tốt, giúp cây trồng phát triển mạnh, minh chứng cho việc giảm lượng phân bón hóa học từ 20 tới 30% lượng phân bón NPK nhưng hiệu quả lại tốt bền hơn so với phân bón hóa học. Công ty luôn cải tiến chất lượng sản phẩm dựa trên nguồn nguyên liệu hữu cơ sinh học chất lượng cao và những công nghệ tiên tiến, hiệu quả. Sản phẩm phân bón Ba Con Rồng được khẳng định là nguồn sống tuyệt vời cho đất và cây hơn 15 năm qua.